Thưa quý vị, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, dư nợ tín dụng các thành phần kinh tế trên địa bàn tính đến cuối tháng 3 năm 2023 đạt khoảng 211.000 tỷ đồng, tăng chưa đến 1% so với thời điểm cuối tháng 12 năm 2022. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế Đà Nẵng còn khá thấp, thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trước những rào cản về thể chế, thì khả năng tiếp cận vốn ngân hàng lại càng khó khăn bội phần. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là buổi cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố tổ chức. Câu chuyện tiếp cận vốn và lãi suất ngân hàng luôn là nội dung nóng của sự kiện này. Tham gia cái bữa cà phê như thế này, bản thân mình là doanh nghiệp, mình là người đi vay, mình cũng được trải cái lòng của mình về các cái khó khăn, các cái vướng mắc, và để cho những cái đối tác của mình như các cái ngân hàng, các quỹ họ thấu hiểu được doanh nghiệp nhiều hơn và có các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì rất cần vốn, ngân hàng cũng rất muốn cho vay vì loại hình doanh nghiệp này chiếm trên 98% tổng số doanh nghiệp hiện nay. Thế nhưng những quy định về điều kiện cho vay vẫn là một trở ngại lớn để ngân hàng và doanh nghiệp gặp được nhau. Trong giai đoạn đầu thì họ ngoài ra họ cũng có chuẩn bị sẵn những nguồn lực về vốn tự có để tham gia các phương án kinh doanh, chứ không thể là dùng hết vốn vay ngân hàng được. Cho nên cái nhu cầu vốn tự có tham gia là cần thiết. Tuy nhiên các ngân hàng sẽ căn cứ vào các việc tính khả thi của các phương án kinh doanh và khả năng quản trị của bản thân các doanh nghiệp, cũng như là các cái xu hướng của các ngành hàng để quyết định mức vốn tự có tham gia. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì chỉ 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn qua ngân hàng và các nguồn chính thống khác, 75% còn lại vẫn phải đi huy động bạn bè, vay mượn phi chính thống. Tại giai đoạn này cũng đang khó khăn để mà vay vốn từ ngân hàng. Thành ra chúng tôi quan trọng là chúng tôi phải tự là huy động từ trong anh em cổ phần cũng như là tự trong chính bản thân của doanh nghiệp để mà làm sao để nó sử dụng hiệu quả nhất trong cái giai đoạn khó khăn này thôi. Nó vướng về thể chế, vướng về chính sách và vướng về điều kiện cho vay. Thế nếu mà chúng ta quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ vừa hơn nữa thì chúng ta phải giải quyết cái bài toán là các điều kiện cho vay nó phải giảm xuống. Và cái này nó phải có cái luật thì Ngân hàng Nhà nước mới chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho vay được. Chứ bây giờ người ta cũng không thể, nếu mà nó vướng vào các điều kiện cho vay, người ta mặc dù muốn cho vay người ta không cho vay được. Để gỡ vướng cho cả phía ngân hàng thương mại và doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng có thể cân nhắc các giải pháp linh hoạt như cho phép thế chấp khoản phải thu, quyền đòi nợ hình thành trong tương lai từ hợp đồng thương mại, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Thế nhưng, tất cả các giải pháp vẫn phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro tín dụng cho hệ thống ngân hàng.